Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình chúng tôi xin giới thiệu một vị khách đến từ California. Chị đã tháp tùng với nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín sang đây để rất vui, để giúp cho buổi nhạc thính phòng ngày hôm nay có thêm một chút màu sắc của miền Tây Hoa Kỳ. Và hôm nay để đóng góp cho chương trình được thêm phong phú hơn, chị Hà Mai Điệp sẽ trình bày thêm một nhạc phẩm mới của bác sĩ Dương Đình Hưng. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe chị Hà Mai Điệp qua nhạc phẩm Em Lắng Nghe Mùa Đông. Thank you.
cảm ơn chị Hà Mai Điệp đã lặn lội từ California sang đây để đóng góp vào chương trình, làm cho cái chương trình của chúng ta nó thêm phần phong phú.